Chào các bạn nhé. Hôm nay là đúng vào 1 tháng 9 âm lịch. Thế là tháng 9 là vẫn mùa thu định nhỉ? Tháng 10 mới sang đông, 10 11. À, nhưng mà năm nay Hà Nội nói chung và miền Bắc nói riêng Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung là rét sớm quá. Rét phải đến được nửa tháng rồi nhỉ. Năm nay rét sớm lại. Hôm nay mình cắt thuốc rất nhiều. Vừa xong là cắt thuốc chữa về cái u sơ tử cung, u xương ngực 30 thang gửi về Hưng Yên. Xong cái bà chị cũng có họ. Thế còn bây giờ là bắt đầu nó cắt đến cái thuốc chữa mề đay dị ứng. Ôi cái thuốc chữa mề đay này dừng cái dị ứng này hay lắm. Có rất nhiều người uống bao nhiêu ngày tháng nổi khắp người nhưng mà không khỏi. Thế mà uống thuốc Tây ấy, khác nó không khỏi mà đến mình cắt cho uống khỏi ngay. Chia sẻ với mọi người cái thuốc mề đay dị ứng. Cái thuốc mề đay dị ứng này nếu mà ai mà ngứa đảm bảo mà không khỏi là không lấy tiền, cam đoan luôn. Nếu mà chưa không khỏi hoàn tiền. Nhưng mà các bạn mà cứ uống thuốc Tây nhiều mà mệt lắm. Đấy, cho nên là. Đấy, trời lạnh. Cô bệnh nhân nào hắt hơi phì phì đấy. Thắm à? Thắm ơi, vừa hát hơi à? Thế ai thấy vừa hát hơi thì phì như rắn hổ mang thì... Để tiêu ngân đi cho lạn rưỡi. Ai thấy trò này làm việc thật được. Nói chung là mình hôm nay mà quên không biết hôm nay là mùa 1. Có bệnh nhân gửi cái ảnh chúc thầy mùa 1 đầu tháng mạnh khỏe. Mình mới nhớ mùa 1, chả để ý ngày tháng. Alo, em điện cho thầy à? Thầy không thầy ạ. À thầy đấy ạ. Ờ thầy Dũng mà. Ờ vừa thấy điện mà. À thầy Dũng. Ừ. Thầy chắc là chắc vấn nhầm. À thế à, rồi ok. À để thuốc sắc cho con. Vâng, cái thuốc cái tốt lắm đấy. Cái thuốc lần sau thầy gửi tặng nó ít rượu sau bóp với ít cao nhé. Vâng, cảm ơn thầy. Ờ đấy này. Ôi vừa nọ có tin vui. Cái con bé 20 tuổi, Adam đang học lớp 11, 12 là năm nay bao nhiêu định là con bé
có 17, đang kể cho nghe là nó chứa được có mấy một tháng mà là nó cong 22 độ, thế mà chứa được một tháng lắn vào mà còn có 13 độ thôi, quá tuyệt vời luôn. Từ một tháng sau bố mẹ đi chụp lắn mà còn có 13 độ, quá tuyệt vời luôn. Bố mẹ cảm ơn Rosit. À này, thầy mới chỉnh lại được cái áo tốt lắm. Hôm nào em thằng Hưng nó được nghỉ ấy, thì em bảo con nó lên cho nó mang cái áo lên, xong rồi thầy chỉnh lại cho cái áo về mặc tốt là tốt hơn trước nhiều. Có nghĩa là cái áo cũ ấy mang lên thầy chỉnh lại cho, thầy thiết kế lại, có nghĩa là thầy thiết kế lại nó tốt như cái áo nhựa, nó độ cứng và nó tốt như cái áo nhựa ở ngoài viện nhưng mà nó lại không nóng. Ừ, thế hôm nào mà con được nghỉ chủ nhật thì bảo con đi lên, xong là thầy chỉnh áo cho, thì mất nửa ngày là xong thôi, thì là mang về mà mặc. Mai qua á? Em đang chuẩn bị lên cho con gái nữa. Thế thì mang áo lên đây thầy ấy cho. Mang áo lên đây thầy chỉnh cho. Vậy có thì thầy giúp em tính nhá. Nhưng mà bây giờ là em bảo Hưng nó mặc vào xong em lấy cái mực em đánh dấu cái điểm cài dây. Để có nghĩa là cái điểm sau khi thít tai vào nó đến đoạn nào thì là bảo Hưng nó lấy cái mực đánh dấu vào xong để thầy biết cái điểm đấy rồi thầy ấy nhá, chứ nó không cần lên đấy. Nhưng mà mai là thứ mấy nhở? Mai chủ nhật. Thằng Hưng nó có được nghỉ không? Có. Thế thì cho cả nó lên thì để thầy chỉnh áo cho nó. Vâng, có thì em sẽ đóng khoản cho thầy nhá. Ok, thế khoảng mai mấy giờ thì lên? Ok, thế là được, thế là chỉnh mất khoảng 2 tiếng là thầy chỉnh xong cho là về mặt thì nó yên tâm, vì đằng nào hè rồi ăn đang học thì nó lại không lên được mà. Vâng, vâng. Ok, rồi mang áo thầy chỉnh cho. Rồi ok em. Vâng, đấy, bệnh nhân từ Nam Định nhận được thuốc rồi. Đấy, Lĩnh Nam xong cùng nghe thấy, thấy chưa? Đấy, bệnh nhân nhận thuốc điện xong mà em thấy ông bốc thuốc suốt ngày. Ôi thầy, nếu nói về chữa mề đay dị ứng với cả viêm đường tiết niệu thì phải xếp vào hàng bảng của Việt Nam về viêm tiết niệu. Em bảo là đi tiểu ra mủ ra máu mà uống có mấy 15 thang khỏi bén đấy, trong Sài Gòn hiện ra. Quá tuyệt vời luôn. Đây Linh ơi, gói 5 thang này vào cho thầy. Cảm ơn thầy nhá, con về nhá. Được rồi, ngày mai. Mai vẫn chiều đúng không? Vâng, chiều mai. Ok, mấy. Chiều mai. Đây gói 5 thang này là. Ok, hai mẹ con về nhá. Đấy, để chia sẻ cho mọi người về cái thuốc rất hay. Cái thuốc mề đay dị ứng này, gửi về cho cô giáo ở Hưng Yên đấy. Đảm bảo các bạn không khỏi không lấy tiền luôn. Rồi, chào các bạn nhé. Tí để chia sẻ các bạn video khác nhiều lắm. Hôm nay cắt thuốc nhiều lắm.